Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với phụ tùng hon tí ho anh em cô chú ơi. Tình làng với anh em cái máy 2015 còn khá mới nè anh em cô chú. Cái này là clip số 100 mấy ta 176 anh em cô chú. 176. Màu mỡ nó nè anh em cô chú. Thấy nó cũng còn khá anh em, mở ra cái báo giá đồ món cho anh em xem, có cái nồi xe này được, con cái không hú mà không có gió nhiều nữa, gió rất là nhỏ kiểu nhà máy HQN từ 56 anh em cô chú, mèo thấy nó còn sặc sỡ quá anh em ơi. Tháo ra liền báo giá liền anh em ơi cho nó nóng. Rồi 215 tháo được đoạn đoạn nè anh em cô chú ơi. Có bộ bê tông bạc của nó hết nối nữa rồi anh em ơi, hết phương rồi nè. Sọc ngang. Thôi giữ thiệt anh em cô chú. Khủng khiếp không? Rồi để hơi nó quay kỹ lại cho anh em coi. Nó còn bụi bặm quá cái bộ lửa nè anh em. Bộ ba nắp bán rồi. Bộ lửa tinh khôi luôn, tinh khiết luôn anh em cô chú. Rồi để coi cái bán hữu nghị anh em cái lửa. Ồ, dễ đề. Hoa lăng, ốc tán đi theo hết luôn, 2015 mà, là có thiệt. Mới kit vậy nè. Bộ này đẹp quá đẹp anh em ơi. Bộ này chắc phải 650 quá anh em cô chú ơi. Ốc tán sơn đề đi theo hết. Mới víu vậy đó anh em. 650 anh em cô chú. Còn bộ nồi. Bộ nồi đẹp ngang. Bộ nồi lao ra đặng quẹt nước sơn anh em thấy không? Tại nhớt tối chứ nó tăng tươi à. Nồi này anh em rửa dầu cái đẹp lắm. Tại mình để mộc mạc nha anh em. Thấy không? Mộc mạc thôi chứ nè 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 anh em thấy nè cái đát là phải không, lao cái nồi lao qua cái tại nhớt nó hơi tối chứ cái nồi đẹp. Thấy không, đây không có bùa phép chỗ đó, nồi chưa chạm anh em cô chú, không hú không gió luôn. Để tháo ra báo giá, ra chuông nó mòn nhiều ít cái báo giá à, cho anh em cô chú luôn. Rồi tháo xong 2015 anh em cô chú ơi, mọi chuyện quá đã anh em, tuyệt vời nên cô chú quay báo giá chi tiết luôn anh em cho nó tranh thủ để tối anh em cô chú ơi, vô cái bộ số y như thường lệ như mọi ngày anh em. Quay chứ nó thành cái thói quen anh em dễ coi á, cái nào trước cái nào sau nó ngăn nắp hết. Máy chạy rồi tưởng đâu chưa bấm đè nó nói lẩm nhẩm máy chưa chạy cái. Cốt này chữ nó chạy chữ luôn nè anh em cô chú. Cốt nhông cốt có chữ thứ này ghê lắm. Thứ này nó bền, nó đẹp dữ lắm anh em coi sọc xéo nó. Hết biết bộ số này tại từng mm anh em, không tì vết luôn. Anh em để ý nghe cái sọc xéo đi về mưa nó xéo qua này, gió nó tạt lại anh em thấy không, nó còn nhiều gai vậy đó. Còn cái mà xéo 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 như mấy cái 207 08 thì nó mòn nhiều rồi. 55 55 55 55 đã không có một lỗi nào, một răng nào luôn anh em cô chú. Không tì vết luôn. Số cùi bên đây anh em coi cặp số 3, số 4 mấy kia khỏi coi nó như mới tông bịch ra anh em. Mà điều nó dính nhớt đen, cái máy này nhớt nó hơi tối vậy thôi chứ còn. Cái đồ của nó khủng khiếp một số anh em. Ít chạy. Nằm ở trong tiệm cầm đồ với dẫn bộ không hay sao. Coi cốt nhông nữa chứ.
Mấy bộ số này đấu C1 anh em ơi. 800 ngàn cũng xứng đáng nữa anh em mà bán anh em bộ này. Giá nhanh gọn lẹ cho anh em đẹp. 700 thôi anh em của chú. Bớt 100 ngàn thẳng luôn á. Dễ gì anh em mua cái bộ số mà nó không lỗi nhỏ vậy, nó thiệt luôn. Chỉ có cái xe nó tầm cỡ đó, nó đẹp cỡ vậy nó mới ra bộ số này thôi. Anh em biết rồi, xe đẹp cỡ này mà gã lơ tơ mơ là lỗ, cho nên ít có ấy lắm, ít có gã lắm. Anh em có điều kiện mua thì cứ mua đại, chứ còn phân dân mai mốt nhiều khi gã mà không có lời á, bán ngày tuột không có lời là sẽ gã xe cấp độ thấp hơn, bèo hơn. Thì anh em muốn cần mua đồ đẹp, chút đó sẽ không có đồ đẹp để mua nữa. Không hú nữa, tủy tên xe test sẵn nữa. Cái nồi anh em thấy không, vuốt ra cái nè. Mới tinh nè. Tại nó để cho nó mộc mạc nhất thôi, không có chùi lao, không có bùa phép đây. Đẹp à, nồi không hú đẹp nha anh em. Xối qua miếng dầu thôi là mới tinh nè anh em ơi. Còn trứng đâu anh em cô chú. Chung là anh em yên tâm đi, mấy cái tầm này bao anh em không có lỗi lầm. Cái nụ lao đâu ta. Đó, anh em coi sọc nó. Chưa có dấu sáng qua luôn ha. Nè. Nó sập xéo khủng khiếp không? Trời, cái nồi dữ thiệt, chưa có dấu chạy gì nhiều luôn nè. Chạy nó nguyên cái lằn tắn qua là nó mới có dấu chạy. Đính cao. Rồi coi cái bố này nè. Này để nhất cũ anh em không có rửa, rửa sợ đến em để lâu lu kho nó xét. Kệ nó mộc mạc tầm tã vậy đó. Ngồi đính anh em cô chú. Ngồi thử cái độ gần. Gần này chắc cỡ chừng nhiêu giờ ta. Tờ giấy hút thuốc gì đây anh em ơi. Cho nó cỡ tờ giấy lịch thôi chứ không có nữa. Chưa có gần nhiều. Ngồi cái tay biết nhám rồi nhưng mà không có lún sâu đâu. Vậy nó bám nó chạy mới đã anh em cô chú. Ơi quá đã anh em ơi. Sáng trưng à. Nãy vuốt cái dàn lao qua cho anh em coi cái. Tại cái nhớt nó hơi tối rồi đâm ra quay mộc mạc cho anh em coi vậy chứ còn không có rửa. Rửa nó xét. Thấy không? Rồi vuốt cho anh em coi cái nữa. Đẹp lắm. Này mà rửa qua cái tàu quay chiếu con tê căng ống của tên chứ ở đó. Dàn ốc ta chưa chỉnh nè. Bộ này whip luôn anh em ơi, thấy vậy đó, bán anh em giá mềm à, tiểu tiểu rưỡi anh em của chú ơi, quá đã anh em ơi, nồi này whip bán nhiêu nữa giờ, không bán tiểu 6, tiểu 7 nơi mắc tiểu rưỡi đi cho nó nhanh anh em của chú ơi, cái lóc mỏng mới vô, cái lóc mỏng cái, 250 ngàn anh em của chú, lóc mỏng cầm nó ê cái tay luôn anh em biết rồi, nó bén. Mới chạm lần đầu mấy cái này là nó bén dữ dằn lắm. Tay chân sừ sể ta.
không có lỗi lầm gì đâu ha, khỏi soi anh em, này chắc cú luôn anh em. Anh em mua đồ tôi đừng sợ lỗi, lỗi tôi không có bán đâu, anh em đừng có sợ vậy đó. Nói khỏi này kia găng sao này nọ, không có, không bao giờ lỗi bỏ. Hai ba người test chứ không phải người đâu, anh em lo. Hai ba thợ nó nghiên cứu một tờ hư báo liền. Ốc đẹp anh em của chú, về ngâm dầu đánh đánh bằng chải sạc nha. Hai trăm ngàn bộ này nè. Có luôn cái này chết pha lộn con ốc co xăng hay gì rồi về còn. 200.000 của ốc máy anh em cô chú. Rồi co xăng với cái bao tử này nè. Tử coi không có bể nứt nè. Dốt dốt vậy đó anh em. 150.000 anh em cô chú. Có hai cái bát với hai ốc dưới luôn. Bộ ba nắp bán rồi anh em ơi, còn bộ lửa đó 650 á. Lửa đẹp anh em. Rồi tới dên đầu lòng nè. Cho anh em coi dên đầu lòng khá chuẩn anh em. Vô dên trước coi. Khá đẹp. Whip luôn chứ không có khá gì nữa ta. Trời ơi. Gắn cỏ thì anh em khỏi lo rồi, cái đầu tuôn tôi dễ gì tôi bán anh em ơi. Góp khiết gì. Dễ gì, tôi đồ lỗi không bao giờ tôi bán đâu, tôi bán tôi phải nói cho thầy thợ người ta xét. Người ta lấy, ta... Trời ơi, chưa có lắc gì luôn anh em. Tí xíu nhà máy nha. Tới cái dên này luôn. Dên này ai mua lẻ dên này. Mình có luôn anh em, cỡ 550, 600.000 cây đẹp vậy đó anh em cô chú. Đầu lòng này ron như hóc gách luôn nè, đầu lòng này màu đẹp. Ron hóc gách anh em ơi, bốn lỗ cũng hóc gách, ron chân hóc gách luôn. Xịt dầu cho ba cái két tất nó rớt ra cái này. Ui bầm nó đóng. Dầu sợ nó đẩy đẩy ra đẩy vô bê tông xước tầng này nó tày chứ chạy không có sao nhưng mà đều mình đẩy khô nó xước coi nó không đẹp cái bê tông sập ngang dữ anh em. Chỉ muốn đẩy ra cái nó tày tày vậy nè nhưng mà nó không sao anh em, khô á nó tày tày vậy đó, tại quay qua hình ảnh chứ ngoài cũng không đến đổi nè. Lấy nét đó sọc ngang thấy ngắn rồi anh em coi chú, khủng khiếp cái lòng. Rồi cho nhớt vô cái nữa đẩy vô, đẩy khô rầu cái bê tông đẩy vô nó bị sọc 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 sọc, nhưng mà khi máy nổ lên cái nó bóng lại anh em. Dính hộp két thôi nó cũng tày nữa, sọc xéo còn khá anh em ơi, dữ dần lắm. Phóng gần cho anh em coi, quên phóng gần nữa. Rồi, full dên đầu lòng bù rong sen cam tất cả hết luôn, bộ này bán anh em giá nè. 2.500.000 thôi anh em. Anh em nào lấy đầu lòng không bán anh em đầu lòng không, không có lấy ốc đầu với sen tặng anh em sen cam đi, bỏ bốn cái bù rong lại đó. Đầu lòng không thì bán cho anh em 2.1.000.000. Đẹp ạ. Còn phun hết luôn, bù rong trên cam nè, nè, bánh nè. Dên nè, đầu lòng nè, nắp bốn lỗ nè, hóc gách nè, nghe cái dàn nắp.
Sơn cam nè, sơn cam ghim theo xe nước sơn còn nè. Còn im ghe chưa giãn, bánh lòng bánh tăng nè. Bánh đỡ sơn nè. Ốc, mấy ốc này bỏ trong cái kẹt trong cái lòng đó nghe anh em, về nhớ đổ ra nha. Nó bốn ốc đầu với đũa đầu tắn sáng giới vậy luôn nè. Bộ lửa nãy quay rồi ha, nói là có 2 triệu rưỡi rồi đó, vừa bán vừa bớt vừa giảm cho anh em á. Rồi còn cái bộ ốc nữa, bộ ốc máy xe này nè. Vừa bộ ốc vàng ngoài, bốm yên, cút gấp, gọng lồng, bát mặt nạ, lò xo, dòm hai cái này coi phong thủy, khá anh em, đẹp ha. Mấy con dưới nó phải có tối tối anh em, ốc theo xe mà anh em thông cảm, mấy con tên thì khá đẹp. Ui bộ này đẹp khá luôn. Ui, bộ này giống của xe này quá ta. Dốt dốt vậy nên anh em cũng khá. Rồi bán rẻ anh em bộ này thôi à, chứ mắc đâu lo. 250.000. Bộ xe này không phải, cái bộ của cái máy này là bộ đó 300 anh em. Bộ này 250, cái này hơi yếu hơn chút. Rồi cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Chúc anh em cô chú mà luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn may mắn anh em cô chú ơi. Giờ tắt video anh em, xong hết rồi, tắt đăng cho nó nóng. Bộ máy này ngon quá, anh em cô chú ủng hộ anh em cô chú. Mua vừa tiền vừa giá cũng phải chăng mà vừa xài để đời cho anh em. Trời, xài đồ dên đầu lòng của tôi đi rồi, mới biết, mới đã, mới phê. Hầu như ngày nào cũng có người khen cái vấn đề dên đầu lòng ở đây đưa ra so với tầm tiền, chất lượng anh em cô chú. Rồi, chào anh em, chào cô chú.